Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề. Trước khi ra tòa, chồng đưa ra một yêu cầu, nghe xong tôi run rẩy sợ hãi. Tôi không muốn lãng phí cả cuộc đời bên người chồng chẳng ra gì, nên tôi đã quyết định ly hôn. Lúc đầu, chồng rất sốc và không muốn ly hôn. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày tôi còn trẻ, có nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng tôi không thấy ai có thể mang lại cuộc sống, hạnh phúc, nên tôi đã từ chối tất cả. Trong suy nghĩ của tôi luôn muốn tìm một người bạn đời vừa biết kiếm tiền và sống có đạo đức. Để có thể tìm được người như thế, chính bản thân tôi phải tự nâng cấp mình. Chính vì thế, hơn 10 năm qua, tôi theo đuổi sự hoàn hảo. Hiện tại, tôi đã có sự nghiệp và đủ công dung ngôn hạnh, thế nhưng không thể nào tìm được một người chồng như mong muốn. Những người đến với tôi là mấy anh trai tân, nhưng công việc thu nhập khá thấp, hoặc mấy người đàn ông đã qua một lần đò. Còn những người mà tôi thích thì họ lại muốn lấy những cô gái trẻ đẹp. Gần 40 tuổi, tôi mới hiểu được chân lý. Người đàn ông càng giỏi giang, càng kiếm được nhiều tiền, thì họ lại càng muốn cưới những cô vợ trẻ đẹp. Không ai muốn lấy người phụ nữ quá lứa lỡ thì như tôi. Lo sợ bị ế chồng, nên tôi quyết định cưới một anh chàng kém mình 2 tuổi. Anh ấy có gia thế bình thường và thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 10 triệu đồng. Dù không yêu anh chút nào, nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới, cho yên bề gia thất, cũng như là để bố mẹ đỡ hối thúc. Và tôi cũng mong muốn có một đứa con để lấy làm chỗ dựa khi về già. Vợ chồng không yêu nhau, sống với nhau lâu ngày, ắt hẳn sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi đã suy nghĩ như thế. Thế nhưng khi về sống chung một nhà, tôi mới nhận ra những tật xấu của chồng, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và không thể nào ở bên nhau cả đời được. Anh ấy tính toán từng đồng tiền bỏ ra, khiến tôi cảm thấy sợ. Khi tôi muốn anh đưa hết lương cho vợ giữ, thì anh hỏi ngược lại, tại sao em không đưa hết lương cho anh giữ? Anh lớn rồi, biết làm ra tiền, thì cần gì phải vợ giữ? Để rồi khi nào cần, phải xin xỏ từng đồng hay sao? Anh không muốn đưa tiền cho vợ giữ, thì phải góp tiền chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng cho vợ. Nhưng anh bảo, tôi có chi tiêu hết bao nhiêu thì ghi rõ ràng vào sổ. Cuối tháng, anh sẽ đưa lại tiền cho tôi. Tháng đầu, tôi ghi rất rành mạch cụ thể từng một chi tiêu trong tháng và đưa cho chồng duyệt. Tổng chi tiêu của hai vợ chồng son hết 6 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, anh gạt ra phần nhiều và chỉ đưa cho vợ 2 triệu đồng. Quá mệt mỏi với sự tính toán của chồng, tôi không cầm số tiền đó. Và sau đó cũng chẳng ghi chép gì nữa. Và đồng nghĩa với việc tôi đã bỏ tiền ra nuôi chồng suốt 4 năm nay. Đúng là cán chọn mãi rồi tôi lại vỡ phải một người chồng keo kiệt. Anh không chịu bỏ tiền nuôi con nhưng đối xử tử tế với vợ thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này suốt ngày anh chê bai và nói xấu vợ với mọi người xung quanh. Mỗi khi gặp vấn đề gì đó là anh đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ, mà không bao giờ chịu nhận sai. Dường như anh đối tốt với cả thế giới ngoại trừ vợ. Từ ngày lấy chồng, tôi khóc nhiều hơn là cười. Tôi không muốn lãng phí cả cuộc đời bên người chồng chẳng ra gì, nên tôi đã quyết định ly hôn. Lúc đầu, chồng rất sốc và không muốn ly hôn. Thế nhưng tôi yêu cầu anh phải đưa tiền cho vợ giữ và đối xử tốt với vợ, không được chê bai, nói xấu, cũng không được mắng mỏ vợ. Cuối cùng anh bảo bản tính của mình như thế, có như thế nào thì anh nói như vậy, không thể thay đổi được. Tôi muốn chia tay thì tùy, anh không ép buộc. Trước ngày ra tòa, chồng bắt đầu dở giọng. Anh chỉ đồng ý ly hôn nếu như em chịu để con trai lại cho anh nuôi. Em là phụ nữ, có nhiều cơ hội kiếm chồng và sinh con nữa. Còn anh không muốn đi thêm bước nữa. Chỉ muốn có đứa con để tuổi già lấy chỗ nương tựa. Em không đồng ý để lại con, thì đây cũng không ra tòa ly hôn vợ. Những lời chồng nói làm tôi run rẩy sợ hãi và suy sụp thật sự.
Đời này với tôi có một người chồng là quá đủ rồi, còn tâm trạng nào mà lấy người khác nữa chứ. Con là chỗ dựa cả đời của tôi, sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng được? Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ? Dòng tâm sự thứ hai, tôi vô sinh nhưng vợ lại có thai. Tôi bị vợ đầu bỏ chỉ vì không có khả năng làm cha. Vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm sống chung. Tôi không thể nào nói ra sự thật này vì sĩ diện của mình. Cách đây vài ngày, trong lúc đi mua sắm, tôi tình cờ gặp lại Cường, cậu bạn chung của tôi và vợ cũ tên Hằng. Qua một lúc trò chuyện, tôi không khỏi choáng váng khi biết được vợ cũ đi rêu rao và bêu xấu tôi ở khắp nơi. Trong câu chuyện của cô ấy, chúng tôi đã ly hôn vì tôi bạo hành vợ khi cô ấy đang mang thai. Trong lúc giận dữ, cô ấy đã quyết định ly dị, rời đi và hiện tại vẫn còn đang độc thân, một mình nuôi con vô cùng vất vả. Cậu bạn khuyên tôi nếu như còn chút lương tâm thì hãy đi thăm vợ cũ và con trai, cũng như là góp tiền nuôi con hàng tháng. Nghe như vậy, tôi cực kỳ sốc vì quá oan ức nhưng không thể nào bào chữa hay giải thích được câu nào. Tất cả là vì tôi cảm thấy hết sức vô nghĩa. Để nói về sự thật này thì cần phải nhìn lại lịch sử hôn nhân cả tôi và Hằng. Trước khi cưới Hằng, cả hai chúng tôi đều trải qua một lần đổ vỡ. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ là vì chúng tôi không có con sau 4 năm sống chung. Hai vợ chồng đã đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân thuộc về tôi. Tôi được xác định là vô sinh sau nhiều kiểm tra và xét nghiệm. Sau khi nhận kết quả, vợ đầu yêu cầu ly hôn. Còn Hằng, cô ấy phải chia tay với người chồng đầu tiên là do cô ấy ngoại tình sau khi có một cô con gái. Chuyện gian díu vỡ lở, chồng Hằng đã lựa chọn ly hôn, nhận nuôi con để cô ấy tự do tìm hạnh phúc mới. Tôi thông cảm với Hằng vì nghĩ rằng sau một lần dại dột, chắc chắn cô ấy sẽ rút kinh nghiệm, sống đàng hoàng hơn. Thế nhưng sau khi kết hôn với tôi, cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ. Đến năm thứ ba sống chung, Hằng tuyên bố cô ấy đã có thai. Do tôi bị vô sinh nên sự việc này đã vạch trần chuyện ngoại tình của cô ấy. Cái thai là bằng chứng không thể nào chối cãi được. Tôi và Hằng đã cãi nhau. Cô ấy đã nói rất nhiều điều rất khó chịu, cũng như là xúc phạm đến tôi và gia đình. Do quá bực tức, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi tát vợ hai cái rồi đâm đơn ly hôn. Vì chuyện này mà khi kể về lý do chúng tôi ly hôn trước mặt bạn bè chung, Hằng đã biến tấu thành bị bạo hành khi đang mang thai, thay vì sự thật là cô ấy ngoại tình và bị chồng phát hiện. Cuộc nói chuyện với Cường giúp tôi biết được tình trạng của Hằng sau khi ly hôn. Lúc phát hiện bị cắm sừng, tôi không truy xem người thứ ba là ai. Nhưng chắc chắn rằng sau khi tôi và Hằng ly hôn, cô ấy đã bị nhân tình của mình bỏ rơi. Nếu không, hiện tại cô ấy đã không phải làm mẹ đơn thân và vất vả nuôi con một mình như vậy. Có lẽ đó là cái giá mà cô ấy phải trả. Về phần tôi, sở dĩ tôi không muốn giải thích với Cường nguyên nhân tôi và Hằng ly hôn, bởi vì tôi không muốn có quá nhiều người biết về chuyện tôi bị vô sinh. Vì thế, trước sự hiểu lầm của một số bạn bè chung, tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà không bào chữa. Liệu rằng lựa chọn của tôi có đúng hay không, tôi có nên công khai sự thật hay không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên với. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.